Vâng, xin chào tất cả các bạn thân mến. Và ở video này thì cô Thơm sẽ hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta có thể đó là live stream đôi hoặc là nhiều hơn thế nữa, được chưa? Có một cái phần mềm hỗ trợ cho chúng ta đó là StreamArt. Thì cái phần mềm này mà chúng ta có thể live stream được trên page, trên nhóm, trên tường cá nhân và trên cả YouTube nữa, nếu YouTube của chúng ta đủ điều kiện, được chưa? Và cái phần mềm này rất là hay, dùng được trên điện thoại, trên Android, trên iPhone, trên tất cả các máy các bạn nhé. Và chúng ta được đăng ký tài khoản miễn phí sử dụng 20 tiếng một tháng. Nên là các bạn chúng ta hãy cài đặt cái phần mềm này để được sử dụng. Và nếu như bạn nào mà sử dụng nhiều thì các bạn có thể đó là đăng ký trả phí cũng rất là phí cũng rất là ưu đãi thôi, được chưa? Và các bạn bấm vào cái đường link này để được nhận ưu đãi các bạn nhé. Rồi, thì bước 1 chúng ta đăng ký tài khoản. Các bạn đăng ký như nào? Các bạn bấm vào cái đường link đã được gửi trong nhóm Zalo hoặc Facebook. Và nếu như bạn nào mà chúng ta mà chưa có thì có thể inbox trực tiếp với cô Nguyễn Thơm để được hỗ trợ các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta đăng ký thì các bạn sẽ bấm vào gì ạ? Các bạn sẽ bấm vào, các bạn sẽ nhập cái mail, đây ạ, địa chỉ mail, đó, các bạn sẽ nhập vào. Ví dụ, ở đây nó lại tự động điền luôn cho chúng ta, đó, các bạn có thể đó là nhập cái mail tự động điền. Hay quá, được chưa? Get start các bạn nhé. Rồi, và các bạn chờ một lúc và tự động thì sẽ gửi cho chúng ta 6 cái ký tự, được chưa? 6 cái ký tự số vào trong mail của các bạn. Rồi các bạn sẽ có thể đó là mở cái mail lên và chúng ta xem rằng là 6 cái ký tự đó như thế nào. Rồi 6 cái ký tự đó thì các bạn đây, các bạn sẽ copy vào nhé. Copy, được ạ, 6 cái ký tự này vào phần đăng ký nhé các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ dán lại 6 cái ký tự này, được chưa? Rồi sau đó chúng ta log in. Rồi ok, chúng ta đã có tài khoản rồi, các bạn sẽ bấm on watch, được chưa? Đó, và khi mà chúng ta có tài khoản rồi thì các bạn muốn add vào page hoặc là vào group hoặc là profile thì các bạn sẽ bấm vào, ví dụ đây. Đây là cái phần cái dòng thứ hai này, được. Đó, các bạn sẽ muốn add, ví dụ các bạn muốn add rằng là vào dấu cộng nhé. Chúng ta muốn lên trang cá nhân, các bạn bấm profile, được chưa? Rồi, ok. Và các bạn có thể tích đó là công khai. Sau đó chúng ta bấm ok. Rồi và chúng ta đã được vào trang cá nhân. Và bây giờ chúng ta bấm create a broadcast là chúng ta sẽ set up được trang cá nhân của chúng ta, được chưa? Ví dụ bây giờ chúng ta lại muốn set up page thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng này. Đó, hoặc là group nhé. Bây giờ mình sẽ set up thêm cái group Livestream Pro level 2 của chúng ta. Các bạn Facebook group. Rồi chúng ta lại chọn cái Facebook. Cái bản miễn phí thì muốn có nội dung cho bình luận tác giả của nhóm. Ok. Ok, chờ một chút. Đó, ok, đây chúng ta sẽ chọn cái nhóm của chúng ta nhé. Rồi, đó là chúng ta đã set up được đó là livestream trên trang cá nhân và livestream trên profile, được chưa ạ? Các bạn sẽ tích về.